Coi nhà. Dạ nè. Da sao mà láng vậy? Du duyên. Đến coi. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Cầm tay anh đoán năm nay duyên nợ đến rồi. Gặp chồng hiền đức sẽ thôi. Tuổi này thì số lắm con. Muốn cho vun tròn nhờ anh môi giới môi mai đưa đường. Người ơi quê quán nơi nào giàu nghèo. Tuổi tác bao lớn sang hèn. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán nhưng anh thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, thiên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Chào anh. Chào em. Dạ, thì anh coi cho em một quẻ. Em muốn coi quẻ gì? Dạ, duyên số. Duyên số hả? Dạ, đúng rồi. Được rồi, anh không có thấy đường, đưa tay cho anh coi. Không thấy đường sao coi? Dạ, sao mà nó mát vậy? Trời, sao ghê vậy trời? Để anh bói cho em một quẻ ha. Dạ. Năm nay là em có chồng đó. Thì không anh. Người ơi, quê quán nơi nào giàu nghèo. Nghèo sao nghèo được. Tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quên lắm nhìn sơ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ chàng ấy. Ai? Là anh nè. Tài năng tiên đoán nhưng anh thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, thiên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lắm cưới cuối năm thêm người. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lắm cưới cuối năm thêm người. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lắm cưới cuối năm thêm người.